Tại thời điểm kiểm tra, đội quản lý thị trường số 1 phát hiện 38 sản phẩm thời trang là ví, túi sách, dép, áo, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Chanel, Burberry Limited được bảo hộ tại Việt Nam. Ngay sau đó, đội quản lý thị trường số 1 đã gửi công văn đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn sở hữu trí tuệ IPT là đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy quyền của các thương hiệu trên để xác nhận nguồn gốc hàng hóa. Kết quả, 38 sản phẩm thời trang nêu trên là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Chanel, Burberry Limited được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị tăng vật gần 14 triệu đồng. Đội quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm nêu trên và trình Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Tháp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Với tổng số tiền 28 triệu đồng và buộc tiêu hủy đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu theo quy định.